sông cạn các bạn ơi. Chín cái to vậy lặn dữ hả? Rồi dính cá to luôn. Liền ra đi nữa xuống chài mò tiếp. Chài dưới đứng lên trên cầu nè bà các bạn. Nè có chậu ong quá đẹp luôn. Rồi, được như cá rô phi á. Nước lớn vô. Cá mới chạy gì mà dài không dính nè. Được con cá rô phi rồi thả luôn bạn ơi, thả luôn rồi, thả cá rô phi luôn rồi, chạy được cá rô phi đem thả luôn rồi. Rồi xong luôn, rồi tiếp tục bạn ơi. Thấy cầm cái chai tội quá các bạn à. Mà thôi cũng kệ. Rồi. Ta chạy hình tròn này chơi hình tam giác luôn. Chài chài vậy mà dở lên dính cá khủng không mới ghê chứ. Thôi làm luôn bàn bọt cá luôn. Đây nè bạn ơi, nè cao thủ chài cá nè bạn. Đó cao thủ chạy cá bạn, một bao một bọc cá luôn nè, cá bạch, cá to to không á chứ, thấy không? Đó bọc cá luôn mà. Chạy lâu chưa? Chú chạy nào giờ chú? À, sáng giờ. Sáng giờ. Ồ. Đây một thùng cá luôn nè bạn. À. Đây một bao cá luôn nữa. Quá trời cá luôn bạn. Cá rô phi. Chạy mấy ký chú? 6 ký hả? Quá khứ cá bạn. Về cái này chiên làm khô rồi. Rồi. Rồi
đem bán ăn gì hết. Ăn cái bạc. Về. Con đó tầm phải tầm 15 kg chúng ta rồi đó. Sáng là đây ta chài ngon lành nè. Được không? Có nhiều mà chài đây là ngon rồi đó. Ừ. Cá nó cũng ụp nhóc cho mà chài nó không dính đâu. Sáng giờ tao bắt hết trơn rồi. Không? Rồi chài trắng. Không có nhớt luôn bạn ơi. Không có nhớt luôn. Đó, rải là phải tròn như vậy là thừa à. Phải tròn như vậy à. Chú rải hình tam giác nào được. Chạy chạy này quá đẹp luôn. Đi ra đây thì cá ở bên đằng đó. Đầu kia. Chắc này nước lớn chảy vô. Ừ, trắng hết trơn kìa, nguyên cục chì trên đó đó. À. Vừa chài vừa mò cá luôn. Nãy có cao thủ nãy đó. Cao thủ kia chạy quá chạy bạc thì điền mình một cá nhóc trên. Đứng đợi ông vậy, đứng đợi cường vậy. Đợi ông ấy vậy. Lên xe đi mẹ. Có rồi, kéo lên đây. Ừ. Quá bạn ơi. Được một con cá rô đồng. À, cá rô đồng. Đây phải xa xa nhìn thấy phong cảnh ở đây cũng nhìn cũng đẹp lắm bạn. Cảnh giặt đây cũng đẹp lắm. Thơ mộng. Ở đây là săn bắt quá dữ luôn.
mình sáng giờ luôn. Đây có cây cầu, cây cầu ngang đâu. Bên kia cũng có người dạy chài nữa. Đây cao thủ dữ lắm luôn. Không chết đâu, đưa đi. Cá lóc kiến hả? Rồi. Cá lóc kiến luôn. Ô có này đi về nuôi á cá ơi. Con này về bỏ mình ra đẹp hơn, con này em mua ngoài tiệm cũng 20 ngàn đấy. Ừ, 20 ngàn. Mua ngoài tiệm bỏ vô hồ nuôi là 20 ngàn đấy bạn. Nó sống không? Sống chứ. Chờ nó vô nó cắn mấy cá kia chết hết. Sao cắn được, con này không cắn được, lâu kia nó không cắn được. Cắn không? Con trai về mới đẹp. Ừ. Ồ, vô nguyên đống cây luôn. Vô thùng gì luôn này.